lại Cannes năm nay, Kore-eda giới thiệu với công chúng Monster, một bộ phim nhẹ nhàng mà tinh tế, như phong cách của ông, nêu ra những góc tối trong xã hội hiện đại Nhật Bản. Gia đình, trường học, đồng tính và những vấn đề khác được nêu ra, đan xen giữa thế giới của người lớn và trẻ con, những kỳ thị đối với người đồng tính, khi đứa trẻ không biết phải làm sao đối mặt với những người xung quanh, đưa ra những lời nói dối mà vô tình đẩy người khác vào hố sâu. Người cha của nhân vật chính Minato, trụ cột của gia đình thì đã mất, trường học, nơi đào tạo những mầm non thì bất lực, vô tổ chức. Cùng lúc đó là một cơn bão lớn đổ ập vào thành phố, dường như tất cả những thứ được cho là nền tảng của xã hội đã rơi vào nguy hiểm. Vậy Monster có phải là một bộ phim về ngày tận thế hay không? そういう存在を見てしまう本当は存在しないのに見てしまう話ではあるよね。怪物が暴れ回る話ではもちろんないじゃない。台風が来ようが何だろうが、やっぱりあの人の中に芽生えた日本語で言うと疑心暗鬼って言うんだけどさ、イコールのフランス語があるかどうかわからないが、疑う心が暗闇の中に鬼を見るっていうことなんだけど、 その鬼がどんどん大きくなっていっちゃう話で、それが学校だったり母親だったり子供が自分の中に見たりするっていう、そういう物語なので、今までのものとは確かにある種、特に前半部分の物語構成というものは僕が作ってきたものとはちょっと違うかもしれないけども、描こうとしているものは同じ、そんなに遠くないんじゃないですかね。 Trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Kore-eda đã dàn dựng hàng chục bộ phim với 7 lần được đề cử vào danh sách tranh giải chính thức và một lần đoạt giải Cành Cọ Vàng với phim Kẻ Trộm Siêu Thị vào năm 2015. 自覚はないんだけど、でも監督という職業は一歩間違うと作品に対してもスタッフに対してもキャストに対しても、モンスターになりかねない職業なので、 そこをどういうふうにそれがこう肥大化しないようにするかということを常に意識はしています。